Thực ra cái cơ duyên của Hà Anh trở thành người mẫu ở Anh là khi mà Hà Anh tham gia một cái cuộc thi, lúc đó Hà Anh đang đi học ở bên đó, thì một cái anh bạn ở trong cùng nhà thì anh ấy là người make up và anh là người Việt Nam, share hai đứa ở cùng nhà, thuê chung. Thì bạn ấy rất là đam mê nghề, thì bạn ấy mới mới xúi chị là đi thi một cuộc thi về Người người mẫu mẫu, ở Anh. Thì thực ra hồi đấy mình rất là mình chả có cái nhu cầu là trở thành người mẫu hay gì hết. Thế nhưng mà cậu cứ giục nhiều quá thôi, mình bảo ok, thế mình tham gia. Thế nào mình lại thắng cuộc? Thắng cuộc thì một trong những cái giải của người thắng cuộc đó là sẽ được ký với cả công ty người mẫu. Mình lại được đi rất là nhiều nơi, thì bản thân mình là thích. Và mình cũng làm hoạt động người mẫu bên đó thì rất là vất vả. Mọi người nói là đi làm việc ở nước ngoài là người mẫu thì mọi người nghĩ là rất là sướng, lập tức là phải lên show này vào show kia. Nhưng mà thực chất là nó là một cái thị trường quốc tế cạnh tranh rất là lớn. Là một người mẫu mà được làm việc mà để kiếm được đủ cái thu nhập để trang trải cho cuộc sống của mình đã là một điều đáng tự hào rồi. Thế thì có một cái cơ duyên khi mà anh trở về Việt Nam chơi sau nhiều năm, thì anh thấy là Sài Gòn rất là náo nhiệt. Thế là mình cứ nghĩ mãi, mình bảo ok, mình có thể là đi ở nước ngoài và tiếp tục làm một người mẫu và một hạt cát nhỏ trong một cái guồng máy cực kỳ là lớn của họ. Hoặc là mình có thể về Việt Nam để đầu tiên là để gần gia đình của mình, hai là để khám phá một lần nữa cái quê hương của mình, biết đâu đó là có thể tìm được một cái gì đó cho chính bản thân mình nó có ý nghĩa hơn. Việt Nam có câu đó là ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Có nghĩa là đi đâu thì về với quê hương của mình thì cũng cảm thấy nó là nhất, bởi vì mình được sống với cộng đồng của mình, sống với những người xung quanh.